Rồi em chào tất cả anh chị ha. Thì hôm rồi Ngọt có đăng cái xe Passy màu đen này lên nè. Thì cái xe này hôm rồi Ngọt cũng đã bán rồi. Ngọt bán cho một ông anh Việt kiều ở Mỹ. Thì nhờ em đăng cái clip xe đó lên á, thì mình mới có cơ duyên để mà anh chị em khách hàng biết tới mình bán những cái dòng Passy này nè. Thì ngày hôm nay mình mới mua được con xe này. Con xe này là mình mua từ khách người ta biết tới mình, à, người ta gọi điện thoại cho Ngọt để mà người ta chia sẻ con xe này lại cho em. Đó, xe này là mua của khách xài luôn nha anh chị. Đó, thì cái xe ngày hôm nay á, Ngọt bán cho anh chị á, là Passy hải quan chính ngạch, chính chủ sang tên rút nhập toàn quốc đời 2004 nha. Ở đây mình không có bán những cái dòng xe gọi là xe vô giấy hay là xe hàng sườn thấp số gì đó. Đó, mấy cái xe tầm bậy tầm bạ là em không có bán, cho nên anh chị khỏi phải hỏi những cái dòng xe đó ha. Đó, ở đây em chỉ bán xe hải quan chính ngạch thôi, chính chủ sang tên rút nhập toàn quốc thôi nha. Rồi, thì cái xe này á, là Ngọt được anh khách này ảnh chia sẻ lại cho mình, ảnh đi rất là kỹ con xe này nha anh chị nha. Đó, anh chị thấy cái dàn áo nó xước xước như vậy thôi, nhưng mà cái xước này là của cái keo á anh chị. Đó, cái keo ở ngoài thôi anh chị. Đó, thì người ta rất là kỹ, người ta có dán keo hết nguyên dàn áo luôn. Đó, dán từ dàn mũ bóng này cho tới dàn mũ nhám này, dán hết nguyên cái xe luôn anh chị. Đó, thì còn về chất xe ngày hôm nay Ngọt bán cho anh chị á, là thuộc dạng chất xe cạp nha, xe zin nha, đúng chất một con xe mộc luôn. Anh em nào mà đang tính kiếm một con xe để mà chơi trưng bày hoặc là sưu tầm á, thì ngay bây giờ liên hệ Ngọt để mà mua con xe này. Con xe mộc tức nghĩa là sao anh chị? Tức nghĩa là cái xe này chưa qua dọn dẹp gì hết, chưa có mông má chùi rửa hay đánh bóng hay là dặm tút bất cứ một cái chỗ nào hết, tức nghĩa là một con xe mộc ha. Rồi, thì em quay tổng thể một vòng xong nha, bắt đầu Ngọt sẽ đi vô chi tiết từng phần nha. Đó, thì tại sao có những con xe mà nó chỉ có mấy chục triệu thôi, bốn mấy triệu thôi anh chị, tại sao có những con xe gọi là xe cạp đó? Thì xe này người ta có làm máy rớt đầu rồi, có dặm tút dàn chân rồi, xe dọn rồi, còn xe mộc xe cạp thì nó khác đó anh chị, nên nhớ nha, tiền nào của đó thôi. Đó thì bây giờ nè, Ngọt đã gỡ cái thùng, lát hồi Ngọt gỡ ốc ra hết rồi thì lát ngồi Ngọt sẽ gỡ cái thùng ra, Ngọt quay chi tiết rõ ràng ở bên trong cho anh chị coi ha. Rồi thì bây giờ Ngọt sẽ bắt đầu đi vô chi tiết từng phần nha. Anh chị nhớ đón chờ hết cuối clip giùm em. À, cuối clip em sẽ báo một cái giá rất là tốt cho chị ha. Rồi quên, thì trước khi giật cái thùng này lên nè, mình sẽ quay cho anh chị coi cái yên ha, với lại ở trong cái yên ha cho anh chị coi ha. Cái yên này là da yên zin luôn nha anh chị. Da yên zin nó khác cái da yên bọc lại là cái gì, để Ngọt chỉ cho anh chị coi nè. Cái da yên zin của Passy là nó xài cái đầu mũi ép anh chị. Mũi ép nó ép bằng nhiệt luôn, nó không có xài đường chỉ mai nha, anh chị nhìn nha. Đó, không xài đường chỉ mai ha, còn rất đẹp ha. Đó, không xài đường chỉ mai ha. Bây giờ Ngọt qua bên đây Ngọt cho anh chị coi nè, cái da yên này người ta bọc lại nè. Hôm rồi Ngọt có nói cái xe này là yên zin mút zin, da có bọc lại ha. Đó, anh chị nhìn nè, da bọc lại nè. Sẵn ở đây á là có hai cái xe thì mình mới so sánh được anh chị. Đó, anh chị thấy không, người ta bọc lại là người ta xài cái đường chỉ mai nè, còn zin từ của Honda nhà sản xuất ra là nó xài cái đầu mũi ép nè anh chị. Đó, ép bằng nhiệt ha. Đó, rồi bây giờ mở yên lên cho anh chị coi nè. Đây, yên rất là đẹp anh chị. Đó, ở đây còn cái chỗ mà dán keo gì nè, dán keo xe gì nè. Đó, anh chị thấy không, đó mút zin luôn nè. Đó, trời ơi, ốc tán nè, nó còn xanh rì bảy màu nè, tem nè, thông số còn đầy đủ hết ha. Ốc ở đây là Ngọt đã mở ra hết rồi anh chị, để lát hồi mình giật cái thùng lên ha. Đây cho anh chị coi cái nắp xăng nè, trời ơi nó dạng khè luôn nè, thấy đẹp không. Bây giờ nè, Ngọt mở cái thùng lên, Ngọt cho anh chị coi nè, ở trong cái thùng nè mới là giá trị nè, từng con ốc nó xanh bảy màu luôn nè. Rồi bây giờ mình quay bên trong cho anh chị coi nè, anh chị coi không ghiền nữa thì thôi luôn á. Anh chị nhìn nè, đó đúng nghĩa là một con xe mộc ha, mình chưa có chùi rửa dọn dẹp gì hết anh chị. Đó, cái xe này là ở trong đây mình chỉ có rửa xà bông với nước lạnh thôi ha. Đó, em ghét nhất là mấy ông bán xe mà hay xịt ba cái dầu bóng lên anh chị, để cho mấy cái nhựa này nè nó bóng bóng đen đen lên nè, nhìn nó ảo lắm anh chị ơi. Đó, đúng nghĩa là một con xe mộc là phải như vậy nè. Đó, anh chị thấy nó còn dơ dơ không? Đó, em chỉ có rửa xà bông thôi. Đặc biệt cây sườn này nha anh chị nha, sườn nước sơn zin nè. Đó, anh chị nhìn nè, đẹp kinh khủng không? Đó, ốc tán nè, bảy màu nè. Trời ơi, nhìn thấy cái khóa yên nè anh chị. Đẹp ghê không? Đó. Đó, anh chị nhìn nè. Đó. Rồi bây giờ Ngọt sẽ quay xuống dưới cái phần cái nắp chao ha, cái đầu bò cho anh chị coi nè. Đây, quan trọng nhất là cái này nè. Đó, cái này gọi là nắp chao nè anh chị, hang ốc nắp chao này nè, chưa có mở ra bao giờ luôn ha. Đó, đây nè, xe
Xe này là bình xăng con chưa tháo ra khỏi xe bao giờ luôn ha anh chị ha. À, cò chưa chỉnh nè, đó anh chị nhìn nè. Trời ơi. Đó hàng ống cò xăng nè anh chị. Đó, mấy xe cạp là Ngọt phải quay như vậy đó cho anh em coi đó cho rõ nè. Đó. Từng chi tiết luôn ha. Đó thấy dơ dơ không anh chị, thấy còn dơ dơ không đó. Tại vì xe này mình đâu có vệ sinh gì nhiều đâu. Tại vì mình muốn để chất xe mọc là phải như vậy đó. Đó, nếu mà anh em nào mà tính kiếm một con xe cạp mà xe mọc á thì liên hệ Ngọt mua con xe này ha. Đó, trời ơi. Cái đầu bò nè anh chị nhìn nè, cái nước nhôm máy là anh chị nhìn đủ biết rồi, cái xe zin nè, xe mọc nè. Đó, nước nhôm máy còn trắng tinh nè. Đó. Rồi. Bây giờ nè, quay trên đây cho anh chị coi tiếp theo nè. Cái giá trị con xe này là cái dàn mũ nhám á anh chị. Dàn mũ nhám này là chưa có phun ha, chưa có sơn ha, hay chưa có phục hồi gì hết. Đó, nhám zin nè, cùm công tắc zin nè anh chị. Chữ nghĩa là còn rõ nét hết trơn luôn, bao tay zin luôn nè. Đó bên đây luôn nè. Chứng tỏ cái xe người ta ít đi đó anh chị. Đó. Đèn đuốc nè. Đẹp ghê không? Đó. Đây nè, cái pha đèn nè, để Ngọt quay cho anh chị coi cái pha đèn nè. Cái xe này á anh em nào mà về á anh em lột keo ra là dàn áo nó còn như mới luôn á. Cái xe này chủ xe đi rất là kỹ. Những cái vết chày này là chày của dàn áo cái keo ở ngoài nè anh chị. Đó, chỉ xước ở ngoài cái keo thôi nè. Đó, mình về mình lột cái keo ra là còn như mới cái pha đèn nè anh chị. Đẹp ghê không? Nó trong veo à. Đó. Rồi. Bây giờ Ngọt sẽ quay xuống dưới nha. Cái dàn chân cho anh chị coi ha, để Ngọt về lại cái xe một chút xíu. Rồi bây giờ Ngọt quay xuống dưới dàn chân cho anh chị coi nè, anh chị nhìn nè. Đó, ốc tán nè, nó còn xanh nè. Đó anh chị thấy không? Đẹp ghê không? Đó, mâm này là mâm zin, nước sơn zin luôn nha anh chị. Đó. Cái xe mà hải quan chính ngạch á, người ta sử dụng từ ngày xưa tới bây giờ á, anh chị đừng bao giờ so sánh với những cái xe gọi là xe không giấy hay là xe vô giấy nha anh chị nha. Những con xe đó nó không mang giá trị, nó có thể đẹp hơn cái xe này, nhưng mà những con xe đó gọi là xe sàn tháp anh chị, nó không có giá trị bằng cái con xe zin nguyên bản từ ngày xưa tới bây giờ ha. Đây, để Ngọt quay dưới đây cho anh chị coi tiếp theo nè. Trời ơi, ốc nè anh chị. Đó, anh em nào mà tính kiếm xe cạp mua cái xe này về nè. Đó, dấu chấm sơn nè. Đó, dấu chấm sơn nè anh chị. Đó, đĩa nè, cái đĩa nó không mòn nhiều luôn á, còn vậy cui à. Đó, anh chị thấy không? Đó, anh em nên nhớ nha, tiền nào của đó thôi, đồng tiền nó sẽ đi đôi với chất lượng là như vậy đó. Rồi, ok, bây giờ nè, quay xuống dưới đây cho anh chị coi nè. Anh chị nhìn cái cục máy nước nhôm máy là anh chị đủ biết rồi. Rồi, cái lò xo thắng nè anh chị. Đó, cao su nè, còn đầy đủ hết ha, cao su này còn luôn nè. Đó, ốc tán nè, 7 màu luôn nè. Đó, tem đây còn luôn ha, cái nắp nồi thì thôi luôn, đẹp thì thôi luôn á. Rồi, bây giờ quay dưới đây cho anh chị coi nè. Đó, anh chị nhìn cục máy dưới nè, đẹp từ bên trong ra tới bên ngoài luôn. Xe này là bê xì đời 2004 ha anh chị ha. Cái đầu máy cũng cao lắm, 21 đầu rồi anh chị. Nó qua tới 22 đầu là đời cuối rồi. Xe này là 2004, 21 đầu nè. Đó, anh chị nhìn nè, sạch sẽ từ bên trong ra tới bên ngoài luôn. Cái sườn thì thôi luôn, xe này được cái sườn quá đẹp luôn. Rồi, ok. Cản nè anh chị, cản zin luôn nè. Đó, cái nước nhôm nè anh chị. Đó, đèn zin luôn nè, anh chị thấy không? Còn trong veo à. Đó. Rồi ok ha. Bây giờ Ngọt sẽ vô Ngọt nổ máy ha, cho anh chị nghe tiếng máy nha. Rồi bây giờ Ngọt sẽ vô Ngọt nổ máy ha, để mình cho anh chị nghe cái tiếng máy zin á, mà cục máy đầu nồi chưa rớt á, nó em đừng nói tới luôn. Đây nè. À quên, nãy Ngọt quên nói, cái xe này là còn chìa khóa zin theo xe luôn nha. Đây nè, chìa này có mã luôn nè, đó là chìa zin theo xe nè. Đó. Rồi. Ok. Thì cái xe này bây giờ mình muốn nổ máy á, mình phải bóp thắng thì mình mới nhấn đời, nó mới nổ máy được anh chị. Hiện tại là Ngọt đang quay phim cho nên mình quay có một tay anh chị. Đó, còn một tay còn lại thì mình bóp thắng. Đó, mình dùng cái đầu gối của mình nè để mình nổ máy ha. Đó, đó nổ máy rồi đó. Cái máy cực kỳ nhạy nổ luôn. Mình đang đứng kế bên cái xe luôn nè, mình không nghe được tiếng máy, không biết là xe đang nổ máy. Chỉ khi nào mà mình thấy cái xe nó rung rung như vậy nè anh chị, đó mới biết là xe đang nổ máy á. Cục máy êm đừng nói tới luôn. Cái xe này là càng zin theo xe còn luôn nè, giá trị nhất là cái càng. Đó, anh chị nghe không, cái tiếng càng zin của bay xì á là nó sẽ thanh mà nó vang lắm anh chị, nó không có làm mình chối cái tai ha. Tiếng càng huyền thoại á. Rồi, bây giờ Ngọt sẽ cho anh chị nghe tiếng bô nè.
cái xe này á, cục máy đầu nồi chưa rớt, cái dàn hơi cực kỳ chắc luôn nè anh chị. Anh chị nghe nè, bình bịch cái bô lại nè. Đó, đó anh chị nghe nó phụt chưa? Đó, đó, à nghe rõ hơn tiếng bô này, dàn hơi của nó nè. Dàn hơi nghe đúng căng luôn anh chị, đúng cái xe zin đầu nồi chưa rớt, cái dàn hơi của nó căng thiệt sự luôn. Người ta rất là kỹ nha, cái này người ta cũng dán keo luôn nè anh chị. Đó, chày này là chày của cái keo ở ngoài nè anh chị. Đó, rồi ok. Thì bây giờ Ngọt sẽ tắt máy ha, tắt máy xong Ngọt vô Ngọt báo giá ha. Rồi bây giờ Ngọt sẽ vô Ngọt báo giá ha. Thì mình nhắc lại nha, cái xe mà Ngọt đang bán cho anh chị ngày hôm nay nè là Honda Spacey đời 2004, số máy là 21 đầu. Còn về chất xe ngày hôm nay Ngọt bán cho anh chị á, là thuộc dạng chất xe cọp, xe zin, xe mộc. Tức nghĩa là một con xe chưa qua dọn dẹp, mông má, chùi rửa hay là đánh bóng, dậm tút gì hết. Đó, nước sơn zin trên xe này là 100% cả xe không dậm tút nha. Máy móc là nguyên zin, đầu nồi chưa rớt, nắp chao chưa mở nha. Xe hải quan chính nhập, chính chủ sang tên rút nhập toàn quốc nha. Thì ngày hôm nay Ngọt sẽ để cho anh chị cái xe này với một mức giá gọi là giá chạm đáy luôn. Đó, thì hôm nay Ngọt bán cho anh chị cái xe này với giá là 69 triệu. Mình thật sự mình nói với anh chị luôn, với cái tầm giá 69 triệu này cho một chiếc Spacey cọp mà chất xe như vậy nha, gọi là giá chạm đáy nha anh chị. Tại sao có những chiếc xe mà nó chỉ có 40 mấy triệu như vậy thôi? Đó, tại sao có những con xe mà nó tới 60 mấy triệu? Mà tại sao có những con xe mà nó lên tới 100 mấy, 200 triệu? Cái dòng Spacey này bây giờ nó vô chừng giá lắm anh chị. Đó, thì mỗi xe mỗi khác, mỗi chất xe mỗi khác thôi anh chị. Cho nên mỗi giá tiền nó sẽ mỗi khác ha. Rồi, cái xe này mình bán giá 69 triệu á, gọi là giá chạm đáy, cho nên mình không có bao rút hồ sơ được nha. Anh chị nào có nhu cầu rút hồ sơ thì cộng thêm chi phí vô giùm em nha. Còn anh chị nào mà có nhu cầu vận chuyển xe thì cộng thêm chi phí vận chuyển vô giùm em nha. Rồi em cảm ơn anh chị rất nhiều nha, yêu mến liên hệ trực tiếp cho em nha. Số điện thoại em 0393399939 nha. Thì cái xe này nè, ngày mai hay ngày mốt thì Ngọt có thời gian thì Ngọt sẽ lên clip xe này. À, một con xe huyền thoại ẹt nhỏ, công tự động, máy thái, lốc bạc đó. Thì thật sự với anh chị làm bữa giờ em cũng bận lắm, bận rất là nhiều việc. Tại vì mình vừa đi giao xe, rồi vừa đi mua xe, vừa đi ký giấy tờ xe cho khách đó. Nói chung công việc em một ngày rất là bận anh chị. Rồi vừa quay clip, đăng bán xe nữa đó. Thì cái xe này hôm qua giờ anh em hỏi rất là nhiều con xe này, nhưng mà mình chưa có thời gian mình quay lên. Thì để ngày mai đi hay ngày mốt đi, mình có thời gian mình quay lên ha. Rồi em cảm ơn anh chị rất nhiều nha.